Xin chào các bạn, mình là Hải Đăng. Hôm nay cũng là clip đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn biết về cái cây này. Các bạn chắc cũng ít người biết cây này lắm. Các bạn nhìn sơ thử cái cây này là cái gì, nó giống cái gì các bạn? Theo mình hỏi các bạn bè của mình thì mấy bạn là coi nói là đây là cây legima, đây là cây legima, nhưng mà thật sự đây là cây vú sữa. Đây là cây vú sữa hoàng kim của mình đó các bạn, xuất xứ từ nhập khẩu từ Đài Loan nha. Mình mua giống này là giống cái nhân đó, cái nhân trong ống nghiệm ra đó các bạn, cái hộp sai ra đó. Thì chỗ bán nói với mình là 30 tháng sẽ có bông, mà mình trồng được 8 tháng rồi là nó có bông rồi, nó có bông rồi. Cái bông nó nằm bên đây nè. Tám tháng rồi bạn, này nó ụ nè. Cây này là nó ra bông là trên thân á, thân nè, từ tua tủa ra hà. Nó không phải như mấy cái loại khác mà nó nằm trên đọt nha. Bông nó nằm trên thân, thân tự đâm nụ ra đó. Đây là cây vú sữa hoàng kim mình nè, trái nó màu vàng nha các bạn, ngọt lắm. Giá thị trường hiện tại bây giờ thì cũng hơi cao đó, trên 200 ngàn một ký, từ 200 đến 300 ngàn một ký trong siêu thị Nhật đó nha, chứ ngoài thị trường chắc chưa có đâu. Mình cũng làm clip này để mình trồng cái vườn cây vú sữa hoàng kim này đó, mình trồng vườn cây vú sữa hoàng kim này, rồi mình làm clip cũng là để làm là kỷ niệm để phát triển cái vườn vú sữa hoàng kim mình lên. Khoảng cách vú sữa hoàng kim này nó cũng hơi xa, nên chính giữa mình có sen tắc vô. Tắc này mình trồng cũng mới có 5 tháng thôi mà cũng gần lấy trái được rồi các bạn. 5 tháng tàn nhiều lắm, hôm nay mình lật trái mấy lần rồi đó. Tắc này thì giá thị trường giờ chắc cũng 8-9 ngàn ký, mình cũng dao động các bạn. Tàn nhỏ nên mấy cái trái này mình lật mình bỏ hết, mình không có để. Mình còn xem nhiều loại cây lắm, những video sau á mình sẽ dẫn các bạn xem vườn dừa của mình đó. Video đầu tiên thì tới đây mình cũng xin tạm dừng video. Xin chào các bạn nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh và theo dõi video của mình nha các bạn.